rất là vui khi mà đội cũng đã cuối cùng chủ hạng thành công trong một giải đấu rất là khó khăn như này, thì em nghĩ đội cũng đã cố gắng hết sức rồi. Tuy cũng kết quả cũng chưa được như mong muốn, nhưng mà em hy vọng là tới toàn đội sẽ cố gắng thi đấu tốt hơn. À, thì sự phong độ của em được như bây giờ là nhờ vào các đồng đội của em luôn hỗ trợ, như động viên, cũng như tạo điều kiện hết sức cho em. Ở đây là của em cũng như là của toàn đội, chứ không có riêng cá nhân nào. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Đừng quên like, share và bấm đăng ký kênh nhé. Xin chào và hẹn gặp trong các video tiếp theo trên kênh thể thao 360 của báo Thanh Niên.